Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 7 tháng 6. Thì cũng như thường lệ, Ni trưởng tại Ngọc Trường đây có nhã ý thỉnh tôi tiếp tục bài giảng về Pháp môn Tịnh Độ thường niên, nghĩa là chúng ta tiếp tục cả năm đấy. Thì thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Vậy thì tôi thấy đây tinh tấn, tôi cũng mừng đấy. Cái pháp hội càng ngày càng đông, mà tôi giảng thì nói thật sự là khó hiểu. Nó không giống hồi xưa giờ người ta giảng, mà tôi giảng bằng duy thức, đi thẳng vào con người của quý vị và những cái lầm của 62 tôn giáo bạn hồi xưa, thời Thái tử Sĩ Đạt Ta, tới chừng ngày đắc quả 49 ngày dưới cội Bồ Đề, thì bắt đầu có tứ sa môn quả. Thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói từ đó mới có ngũ âm ma. Thành ra bây giờ người ta lọt ngũ âm ma rất nhiều và cách Phật quá xa. Nếu mình đi đúng đường đó thì cũng không có ai thọ ký mình hết đó. Cả Nam Tông, Bắc Tông bây giờ cũng vậy. Bên Minh Sát Tuệ đó, thì tôi mới nghe Hòa Thượng nói đó, thì các ngài cũng nói vậy, nhưng mà nó hơi mâu thuẫn. Các ngài nói thời buổi này không ai thọ ký cho mình hết, nhưng mà bên đó thì chú trọng về tứ niệm xứ. Minh Sát Tuệ ở Thái Lan, nhất là Miến Điện, thì nhiều Phật tử đi tu ở đó. Thì các thiền sư nói rằng bây giờ không ai thọ ký mình đắc thánh quả nhập lưu nhất lai bất lai là hán hết. Nhưng mà nếu hành qua 16 pháp Minh Sát Tuệ á, niệm thân bốn, thân tâm, thọ bốn, tâm bốn và pháp bốn qua một lần, thì chứng quả thánh đầu tiên tức là nhập lưu, qua quả thánh là thứ hai nhất nhận lai, thứ ba bất lai, và thứ tư xong A-la-hán. Thì sau khi hành xong thì thiền sư chứng minh cho mình là hành đúng lần thứ nhất, lần thứ nhì, thứ ba. Đã nói không ai thọ ký mà dám nói rằng hành đúng. Hành đúng tức là đắc quả nhập lưu. Thành ra Hòa Thượng cũng nói sao nó có sự mâu thuẫn. Thời buổi này cách Phật xa, không ai dám thọ ký mình đắc quả nhập lưu nhất ngăn lai hết. Mà khi hành qua 16 minh pháp tuệ, thì qua hành thứ nhất 16 pháp xong, thì thiền sư coi mình trình sao, trình pháp ấy mà, thì chứng minh mình hành đúng 16 pháp. Vậy là quả thánh thứ nhất. Thành ra có lời nói và cái chứng minh của các ngài nó hơi mâu thuẫn. Thì ở Việt Nam mà cái đó có thiền sư Miến Điện qua giảng. Thì cô Nhu chắc cô Hiệp chưa biết. Cổ xuất gia hồi lúc tôi còn. Cổ là sư phạm, giáo sư cấp 2. Rồi cô thấy sao cô đi tu. Thì cô Hoàng, cô Huệ là đệ tử của Minh Sát Tuệ, mà cây đó thiền sư Miến Điện qua Việt Nam giảng. Thì Ngài cũng ấn chứng vậy đó. Ngài cũng nói giống hệt là không ai thọ ký cho ai đắc quả thánh hết. Nhưng mà cô Nhu sau khi hành qua 3 lần trình pháp cho thiền sư chứng minh rằng 3 lần đúng hết. Tôi gặp cổ tôi cười, vì cổ là đệ tử sư Chân mà. Cô tỉnh xã thường lắm. Thì tôi nói cô bất lai rồi, cô nói cô không dám à, không dám mà sao cô dám nói thiền sư chứng minh cho cô là đã hành qua 16 pháp minh tệ đúng 3 lần. Thì cô nói có, nhưng cái đó cô không biết sao. Thì sau khi năm 75 mới có giọt ra Tây Phương, thực ra ngoài mất, bây giờ không biết còn hay là mất thì không biết. Thì mình thấy cái pháp thời buổi này nó rất khó. Tôi giảng chứ tôi không biết tôi đắc cái gì nữa. Nhưng mà tôi cũng nói với quý vị là tôi tha thiết, tôi trăn trở với Đạo Phật. Khi mà tôi đọc rồi cái bài Con Sư Tử Hống đó, là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày. Sau khi Ngài đi kiếm quốc đầu Lâm Phất A-la-la là thiền sư lớn nhất
Ở Ấn Độ thời bấy giờ không ai cao hơn các ngài. Ngài dài nhiều khi mười mấy hai chục năm mà đệ tử chưa chứng đắc được. Vô sử xứ và phi phi tưởng Đức Phật có 7 ngày. Sau khi vô rồi thì thọ ký cho vô sử xứ là thọ ký Đức Phật là A-la-hán. Còn phi phi tưởng thọ ký Đức Phật Như Lai. Thì Thái tử Đi Sĩ Đạt Ta lúc đó là Bồ Tát, chưa đắc quả đâu. Thì Ngài thấy không đúng, thấy nhiều chỗ nó hớ. Ngài mới giảng cho mấy ông đó nghe. Thì cuối cùng mấy ông công nhận là Thái tử giảng đúng, nó có nhiều chỗ hớ. Nhưng mà ông nói rằng bây giờ Thái tử đi kiếm hết ở Ấn Độ, không ai cao hơn tôi hết. Thái tử nhận đúng, tôi đi qua đủ đạo sư hết, tôi không thấy ai dạy mà cao như các ngài bây. Nhưng đó không phải là giải thoát, đó là cái pháp môn luân hồi. Vô sử xứ ngài dẫn ấy, thì nó dường như nó tương tự như A-la-hán, còn phi phi tưởng tương tự như Như Lai. Nhưng mà tôi chưa đắc A-la-hán, tôi chưa đắc Như Lai, tôi chỉ có cái trực giác như vậy thôi. Bây giờ tôi phải đi tự tìm lấy. Thì Ngài đến dòng sông Ni Liên sau 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo. Ngài xuống dòng sông Ngài tắm, 6 năm không tắm nha. Ăn hụt mè tới chết giấc. Rồi sau khi tỉnh dậy rồi đó, thì Ngài thấy là hồi đó mình bất cập. Làm thái tử thì vợ đẹp con ngoan, hưởng xa hoa, phung phí, ăn đủ, đủ tiện nghi hết. Thì thấy con người nó trì trệ, mập, nó ngu si. Cũng như con heo mà ăn cám, ăn tối ngày hưởng thụ không. Rồi sau khi khổ hạnh khổ quá thì nó kiệt sức, không có trí huệ được. Thì Ngài bắt đầu mới trung đạo, xuống dòng sông Ni Liên tắm và lên nhận cái bát sữa của cô Sujata. Rồi Ngài khỏe khoắn rồi mới đợi cái cụ Bồ Đề, dòng sông Liên Ngài chỉ tay Ngài thề. Tại nơi đây nếu mà máu ta có khô, xương ta có mục, ta không thành Như Lai thì ta nguyện là chết tại đây. Và sau 49 mày sa mai vừa ló mọc thì Ngài đắc quả Như Lai. Thì Ngài tính không đem pháp môn đó ra giải, bởi vì thế gian không ai tiếp thu được. Cái đạo Phật nó đi ngược dòng đời. Thì trong kinh có nói Ngài thả cái bát xuống dòng sông Ni Liên, nó trôi ngược dòng sông. Người mới học đạo nghe kỳ khôi lắm. Dòng sông nó chảy xiết như vậy mà bỏ cái bát xuống nó trôi ngược. Thì đó là nói cái lý rồi. Nghĩa là đạo Phật dòng sông tức là dòng đời. Cái dòng mà chúng ta đang sống đây, cõi trời dục giới sắc giới vô sắc, nó đang tham sân si trôi chìm đắm trong đó. Mà cái đạo Ngài nó trôi ngược với vấn đề tham sân si. Ở ngoài đời bây giờ sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là hạng nhất. Nhất là bây giờ tiền bạc, rồi thấy sắc đẹp. Mà đạo Phật thì tối kỵ hai cái đó. Thì bây giờ mình giảng chúng sanh nó làm sao nghe? Chúng sanh là nó tu theo phép cải sửa. Thì bây giờ quý vị đã hỏi tất cả tôn giáo rồi, tu là gì? Tu là sửa. Nếu nít nó không biết mà tới mấy ông già bà già cũng vậy, là tu là sửa rồi. Sửa cái ác thành cái thiện, sửa cái quấy thành cái phải, sửa cái xấu thành cái tốt. Thì đúng, sửa cái xiềng sắt xiềng cây thành xiềng vàng. Chỉ có Đức Phật mới thấy nó cũng kẹt trong cái xiềng. Rồi Ngài sau khi đó thì Ngài tính nhập diệt, tức là bỏ xác ấy. Thì chư thiên mới xuống thỉnh. Thì Ngài ra dòm ra cái dòng sông, thấy sen đó. Có cái thì nó ở dưới nước, có cái thì nó lơ lửng trên mặt nước, có cái thì nó giọt lên. Thì Ngài nói thôi, chúng sanh có người căn cơ quá tệ thì chắc ta không đổ được. Còn căn cơ mà lơ lửng đó, người này trung có thể đổ được. Còn căn cơ vượt mặt nước thì chỉ nghe ta thuyết pháp là đắc quả thánh quả liền. Thì Ngài bắt đầu mới xả chân xuống, Ngài nói thôi các ngươi khỏi thỉnh. Thì ai có thấy thì đến đây để thấy bằng mắt mình, nghe bằng chính lỗ tai mình, thở bằng chính lỗ mũi mình, chứ không thở bằng lỗ mũi của Như Lai nữa. Thì bắt đầu Ngài mới đi ra giáo hóa. Thì giáo hóa cái gì? Thì đầu tiên Ngài dạy về cái trung đạo của sắc thân, rồi tới cái trung đạo của cái tâm. Đây là quả kinh Đại Bát Niết Bàn. Trung đạo sắc thân là nói về cái kinh đầu tiên. Thì bây giờ mới có đạo Phật trung đạo về sắc thân, tức là 10 giới.
năm giới và năm hạnh. Thành ra tôi bắt quý vị phải trả bài, người tu là phải nắm vững cái đó. Giới có năm thôi, nhưng mà kéo đã dài đó thì tăng tới 250, còn ni tới 348, nhưng mà thật sự có năm giới: thân, khẩu. Mà thật sự có một giới, đó là cái ý, cái tư tưởng. Thân với khẩu chưa có tội lỗi gì hết, nhưng mà do cái ý nó điều khiển mới có tội. Thành ra quý vị thường thọ giới là quấy, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Người cư sự phải nắm vững cái đó. Người xuất gia cũng có năm giới đó thôi, nhưng mà kéo ra dài, thí dụ như cư sĩ không sát sanh, năm giới là không giết người, không giết thú lớn, còn ăn thú nhỏ 1 tháng 10 ngày chay. Tới 8 giới là chay trường, nhưng còn được đốn cây. Tới 10 giới là cây to cổ thụ cấm luôn, đó là sa di. Tới tỳ kheo á, như tôi là khó nhỏ cũng không nhỏ nữa. Thành ra kéo dài ra thì nó một giới mà thành ra 5-6 cái trong đó. Và trộm cắp cũng vậy, nó lấy của một 10 ngàn, 100 ngàn thì tội khác, mà lấy của cả triệu thì tội khác, mà ăn cắp thì khác, mà ăn cướp thì lại khác nữa. Ăn cướp thì tử hình, là giáo hội là trục xuất ra khỏi đó. Thành ra trong đạo Phật không có tử hình, lộ cái y này đó là tử hình đó, là ra cư sĩ ở ngoài. Mà còn mang cái y này ông vua không dám đụng tới. Hồi xưa ta kính Phật như vậy đó. Nhưng mà khi giáo hội lục y rồi, mặc đồ đời rồi, ông vua bắt nhốt hoặc là tử hình. Thành ra cái tử hình của đạo Phật rất là cao thượng, chỉ lục y thôi. Như là ông không còn xứng đáng là người tu nữa. Còn bây giờ thì đạo Phật như thế nào quý vị biết. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tam giới là cái gì? Còn đạo Phật là cái gì? Thành ra tôi muốn quý vị đi cái tam giới trước. Thì nó có 15 hạng chúng sanh tôi ghi trong này. Thật ra nó có 10. Của Đại Thừa với Tiểu Thừa. 10 thì quá cô động. Thì sư trưởng Minh Đăng Quang á, thì Ngài thấy nhập lưu nhất giản lai bất lai A-la-hán. Mà con lại có một. Thì Ngài thấy nhập lưu mà lên nhất giảng lai, nhất lai, bất lai, thánh tư ba, lên thánh tư rất là khó. Khi tôi giảng rồi quý vị mới thấy rất khó. Thành ra Ngài thêm ba vô nữa. Thì ở trong kinh có đó, 7 đường đạo khéo si tầm, 7 điều yếu lý cao sâu thâm trầm. Ai có xuất gia là biết. 7 đường đạo là nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Thánh Như Lai. Mà gom lại có một thì không được. Thành ra sư trưởng mới là 13, thêm 3 nữa. Thì Đức Như Lai là ngôi vị thứ 13 của chúng sanh tiến lên từ nấc. Còn tôi thấy quý vị sư trưởng là cũng gom một. Cõi trời có một cõi. Cõi trời dục giới là 5 giới, trời sắc giới 8 giới, trời vô sắc 10 giới. Thì tôi thấy quý vị đây còn tốt không? Mà cái chết thì cũng có 5 giới à, không có 8 giới được. Mà 8 giới là mới có tu á, có cái hạnh. 3 cái sau không phải là giới mà là hạnh. Tôi đã nói rồi, giới hại mình hại người, ở tù bị thừa. Còn cái hạnh hại mình không đụng tới ai hết. Mà nếu quý vị muốn làm gì làm. Thí dụ quý vị giữ 5 giới thì ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn. Ngồi trên ghế salon, ngồi xích đu, nằm giống cả lắc gì, không ai nói. Mà người giữ 8 giới là không được. Có hạnh kiểm. Rồi giới thứ 8, thứ 7 là không nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc, không đi đám tiệc, không đi đám cưới, không coi truyền hình. Thì quý vị 5 giới sướng thôi, còn 8 giới là không được. Thọ rồi nó cũng như người tu. Rồi không trang điểm phấn son, nhất là phải cạo cái đầu trọc. Không được sức xà bông, sức dầu thơm, không được tắm gội dầu xà bông thơm. Thì quý vị thấy là nó khó khăn. Đây mới là thật tu. Đi ra đâu cái đầu trọc là quý vị sợ lắm. Giờ ở đây chịu cạo cọc trọc không? Bữa nay cạo hết nha. Còn mấy ông nam thì tôi dẫn về trên xá tôi. Còn mấy cô thì ở lại đây với sư cô. 8 giới thôi. Còn 10 giới là mới xuất gia. 8 giới là nửa cư sĩ, nửa xuất gia. Kêu là thỏ bát quan trai đó. Quý vị thỏ bát quan trai khôn lắm, không dám cạo đầu.
có 24 tiếng à, 24 tiếng giữ 8 giới thôi, nghĩa là không ngồi ghế cao nằm giường rộng, không nghe xem hát múa đừng kèn, không trang điểm phấn son, có 24 tiếng rồi về cái xả láng. Thì chúng ta thấy là cái giới rất là khó giữ, rất là khó giữ. Thôi chúng ta trở lại, bây giờ tôi sắp thứ lớp từ địa ngục 4 đường ác tới 4 đường thiện, tức là địa ngục là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Chúng ta coi cái bản trên đó thì ở trong mình có hết á. Thành ra tôi muốn giảng để quý vị theo dõi biết mình có lọt địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula không, thì mình lọt hàng ngày tiếp xúc là có liền. Mà nếu quý vị không học giáo pháp, quý vị không hay gì hết, thì quý vị ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi quý vị không hay có nằm ở trong đó. Mà hãy dính mắc cái gì, dính mắc cái tâm địa ngục, thì cái tâm này kéo quý vị mang thân địa ngục. Bây giờ thân người, nhưng mà tâm địa ngục, mà địa ngục là cái gì mới được? Thì quý vị thấy có chia hai cái địa ngục, là khổ gián và vô gián, tức là sinh lý là vật lý. Nếu vật lý là quý vị tham tiền, tham ăn, tham ngủ này kia mà không có cái biết, ai nói thì cười hề hề, chứ không có phân biệt cái gì ạ. Rồi địa ngục mà hữu gián thì nó có cái sự cảm giác, nó có sự sống, nhưng mà chưa có cảm giác dễ chịu, khó chịu lắm. Thì tôi đã giảng rồi. Ừ, quý vị ra coi cái bản đây của sư cô gì Địa Tạng 18 tầng địa ngục vậy đó. Quý vị thắc mắc, tôi thấy có nhiều người hỏi đó, sao mà con không thấy địa ngục sư? Bây giờ người trời làm sao thấy địa ngục? Muốn thấy địa ngục quý vị để ăn cướp đi, đi sát sanh trộm cắp đi, rồi quý vị bệnh tâm thần đi, điên đi, thì cái người điên sẽ thấy địa ngục đối với người đó. Còn quý vị làm sao thấy được? Bây giờ tôi hỏi công an ở cái phường 8 này, quý vị biết không? Quý vị có vô đó mà vợ đâu không biết, mà nói công an nó có không? Không có, tôi cười xì ke ma túy, tụi bụi đời nó bị bắt đâu phải. Mà hỏi cái tỉnh xá này đó, tụi xì ke ma túy biết không? Như vậy là công an không có, tỉnh xá này không có. Tỉnh xá này có đối với người tu Phật tử. Ở Mỹ, ở Pháp thì người ta còn biết. Nhưng mà xì ke ma túy này kia nó ở kế bên đây cách vài chục thước nó cũng không biết. Thành ra có là có đối với chúng sanh nào. Mình tạo ra cái cảnh giới đó rồi mình chui vào đó. Công an đó ai tạo ra? Thì tụi xì ke ma túy tạo ra. Nếu tất cả người dân mà biết tu hết thì công an dẹp. Đâu có lộn xộn gì đâu, phải có công an. Nó mình phải hiểu đó. Mà trong đó hành hạ đánh đập sao quý vị cũng không biết thôi. Tụi xì ke ma túy nó rành. Bắt nhốt chuồng cọp, bỏ đói làm sao, mà đánh nó làm sao, nó biết hết. Cái gì có biết, nghe nói thôi, cái gì đâu có biết. Chừng nào quý vị nhậu nhẹt xì ke ma túy, quý vị biết cái cảnh của địa ngục ngạ quỷ. Nó thành đó, rõ ràng mấy cái cảnh đó là do cái nghiệp của chúng sanh tạo nên. Thành ra tôi mới giảng cái vấn đề mà người ta nói 21 tháng 12 năm tới vậy, năm thìn vậy là tận thế. Thì bây giờ tu nhiều lắm à, có lẽ nghe cái đó gì mới đi đông vậy đó. Thì trước là chắc cũng không ai đi nghe pháp đâu, nghe để khỏi chết. Cái suy nghĩ gì chết là khỏi chết, khỏi không? Bây giờ thí dụ tận thế quý vị chết không? Bây giờ quý vị thọ giới tận thế không chết sao? Cũng ngủm con đeo đó. Còn bây giờ không tận thế qua rồi đó, không qua rồi năm sau, rồi quý vị sống hoài không? Cũng phải chết. Cái chết là cái dĩ nhiên của tất cả mọi người, ai cũng phải qua con đường đó hết. Thành ra vấn đề sống chết đối với Phật tử là không quan trọng. Mà quan trọng ở cái gì? Ở cái siêu hay đọa. Bây giờ quý vị chết liền, quý vị vãng sanh, quý vị chịu không? Sướng vô cùng. Rồi bây giờ quý vị sống rồi, quý vị đang ở địa ngục ngạ quỷ, quý vị chịu không? Quý vị khổ thế, khổ mình, khổ người khác. Thành vấn đề sống chết không quan trọng. Sống thì sao, chết như vậy.
Như vậy tại sao mình chờ tới ngày mai? Ví dụ quý vị tu giữ giới thì quý vị niệm Phật được nhất niệm đi, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Thì bây giờ chết cũng được, mà tới năm tới ngay ngày đó chết cũng được. Quý vị biết đường đi rồi. Quý vị A Di Đà ơi tiếp dẫn con thì lập tức về cực lạc, còn chết bây giờ cũng về cực lạc. Còn ngày đó mà không có tận thế thì quý vị sao chết cũng về cực lạc. Thì vấn đề vãng sanh là quan trọng, chứ vấn đề sống chết đâu có quan trọng. Người Phật tử phải biết cái đó, lợi hỏi tôi cái đó là tôi muốn cạo đầu á. Từ nay quý vị đến hỏi tôi câu đó là tôi cạo tóc liền. Làm biến, mình phải tìm hiểu cho rõ ràng. Người Phật tử là không nên chờ ngày mai, mà sống với cái hiện tại. Mà hiện tại được không? Biết hiện tại là cái gì không? Tôi giảng hoài mà tôi chưa giảng sâu quá. Hiện tại lạc trú, thì ngoại đạo Đức Phật công nhận cõi này là hiện tại lạc trú. Thì hiện tại lạc trú tức là cõi tước thiền tâm bất động. Gió bát phong không lay động được người nhập tứ thiền. Tham tai không lay động tới người nhập tứ thiền. Thì đây thủy tai sắp tới, nước tràn lan hết cả địa cầu chết đó là thủy tai. Thì người vào tứ thiền làm sao mà động được? Mà quý vị vô tứ thiền được không? Mà tứ thiền là cái gì chứ? À, tôi muốn giảng cho rành. Ở đây chưa có ai vô tứ thiền nổi đâu, tôi vô cũng không nổi. Mà tứ thiền là cái gì mới được? Thì hôm trước tôi có giảng Thủ Lăng Nghiêm rồi. Tứ thiền là 100% tư tưởng không. Ban đầu sơ thiền đó là tầm sát hỷ lạc tịnh định xả. Niệm Phật kéo đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm là 2 rồi. Kéo cái tư tưởng, kéo cái nhờ câu niệm Phật kéo trở về với cái xác thân là 3. Rồi cảm giác hỷ lạc khởi lên là 5. Rồi tư tưởng nữa là 6. Rồi tới nhị thiền thì bỏ niệm Phật, bỏ cái đếm là bỏ hết 2 rồi. Thì còn có 4 à. Rồi tới tam thiền bỏ luôn cảnh, bỏ luôn xác thân, còn có 3. Còn có tư tưởng, cảm giác và câu niệm Phật. Tới tứ thiền bỏ luôn câu niệm Phật, bỏ luôn xác thân, bỏ luôn cảm giác, còn có mình tư tưởng rồi. Cái này là cái hiện tại lạc trú. Nhưng mà tôi chưa giảng sâu quá. Như vậy còn tư tưởng sao, nghĩa là sao? Mình sống được cuộc đời này đừng có cảm giác, đừng có xác thân được không? Thì thôi cái đó để khi khác, tôi chưa có giảng sâu. Nếu tôi hỏi là quý vị biết à, tôi có giảng rồi mà tôi không có giảng sâu. Làm sao hiểu nổi? Vậy chưa có đủ khả năng là tôi bắt đầu đi làm mẫu giáo. Nghe không? Thì chúng ta nên nhớ đó là địa ngục chúng ta học rồi, địa ngục hữu gián vô gián rồi, ngạ quỷ rồi. Rực địa ngục vô gián đó là vật lý chưa có biết, chưa có sự sống. Hữu gián là có sự sống. Rồi ngạ quỷ là có dễ chịu, khó chịu, không dễ mà chưa có tư tưởng. Tới súc sanh là có tư tưởng mà chưa có mặt na, chưa có ý chí. Tới cõi người mới có ý chí. Tới cõi trời dục giới có ý chí mà có kinh nghiệm, tức là ấu trĩ, tới nộ non. Tới cõi trời sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, kinh nghiệm già dặn. Tới tứ thiền, tứ không, kinh nghiệm thật là già dặn. Cho nên già dặn quá không sống với xác thân nữa. Tứ thiền còn xác thân, còn cảm giác mà không sống với nó. Tới tứ không là hư không vô biên, thức vô biên, vô sử phi vi tưởng, toàn là tư tưởng không. Hư không tư tưởng, xác thân là cũng tư tưởng, xác thân tư tưởng hư không, xác thân hư không, cảm giác hư không. Cái này tôi có giảng qua rồi, tôi nhắc sơ thôi, sau này tôi giảng lại nữa. Rồi tới đó là hết. Tới hư không vô biên đó thì tất nhiên người tứ thiền thấy mình đạt tới cái cõi là hư không bao la. Nhưng mà còn có chủng tử, tức là có hình có tướng nhưng mà rất rộng rãi. Thành ra duy thức nó kêu là
giống giống như là hiện lượng trực giác, nhưng mà tờ hiện lượng. Thì cái cảnh nó không phải là tánh cảnh nữa, không phải là cảnh có Phật tánh mà có đèo theo cái hình ảnh gì? Hình ảnh hư không, thầy đã kêu là chân đối chất. Tôi giảng sơ thôi. Rồi tới thức vô biên, đây mới thật sự là vô lượng vô biên. Nhưng mà còn chuyển động. Cái đó là ai, là da của chúng ta đấy. Đứng lặng là chân, mà chuyển biến là giọng, thành ra chân giọng hòa hợp. Thôi tôi giảng sơ thôi. Tới vô sự xứ là tương tự như A-la-hán, không có không gian, không có thời gian nữa. Tới phi tưởng, phi vị tưởng xứ là tùy thuận. Đây là tương tự như Bồ Tát Thánh và Chư Như Lai. Cái đại khái như vậy thì hết. Rồi sau khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài mới thấy, Ngài mới nói là bốn đường ác đó. Thì như tôi giảng đó, có chưa có sự sống, rồi có sự sống, rồi bắt đầu có cái biết mà chưa có tư tưởng, có tư tưởng mà chưa có nghiệp. Thì cái này vị nhập lưu phải thấy rõ. Còn người trời dục giới thấy không rõ mới giọt. Có hai cách giọt. Một là đè nén chỉ, hai là quán vô thường vô ngã điều khổ đau, chạy trốn lên người và trời dục giới. Mà hãy đè nén quá không nổi thì nó nổ. Còn chạy trốn mà khi không chạy trốn được thì rớt trở lại. Cái này chỉ có thánh nhân mới thấy rồi. Thầy đó, Đức Phật hồi xưa không thấy, lúc còn Bồ Tát chưa thấy. Tới chừng đắc quả rồi Ngài thấy. Nhưng mà chúng sanh có thói quen rồi cái sửa chạy trốn, chứ nó không bao giờ mà nhận lại. Mà nhận lại là cái gì? Và cái này là cả một vấn đề tôi là nhức nhối với nó. Tôi trăn trở với vấn đề nhận lại. Làm sao để nhận lại? Thì đó là cái lối, cái lề lối của người trời, của tư tưởng. Cái gì cũng đòi hỏi làm sao hết. Làm sao tức là có sư phụ, có pháp môn, có người hướng dẫn, có từ từ, có lai rai, có điều kiện. Đủ điều kiện đó thì mới làm được. Còn cái nhận lại nó không có điều kiện. Thí dụ tôi là sống người ta. Bây giờ tôi muốn làm sống trời, trời dục giới, sắc giới, thì tôi phải có điều kiện tu tập, có sư phụ, có người chỉ dẫn, có xác thân khỏe, rồi tôi tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu tôi mới thăng hoa được. Rồi cái cõi trời dục giới rồi tôi muốn lên cõi trời sắc giới cũng phải làm vậy thăng hoa rồi. Thành ra cái giới lực đó là phải tiến lần lần. Nhưng cái quả Phật thì không phải vậy. Ngay trong cái người ta cũng có sống, cũng có dòng nước. Ngay trong trời dục giới, sắc giới, vô sắc cũng có dòng nước. Dòng nước giống hệt nhau. Mà ngay sống bây giờ làm sao để mà thăng hoa lên dòng nước? Vĩnh viễn sống không thể tiến hóa lên dòng nước được. Sống có thể tiến hóa sống xấu lên sống tốt, chứ không thể mà tiến hóa lên dòng nước, không có tiến hóa được cái đó. Cái đó chỉ là sự nhận lại. Thì cái đó là cái khó khăn mà Phật muốn rút lui. Và tôi cũng vậy, tôi cũng tính rút lui. Bởi không biết tôi đắc mà có đúng hay không. Thành ra giữa sống với dòng nước khó mà nhận được. Khó mà nhận được. Thành ra từ xưa giờ cái thế giới này cái sống với sống thôi. Nhất là Tây Phương. Thành ra cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái câu mà sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc là không ai hiểu nổi. Tiểu thừa là không chấp nhận câu đó. Thì tôi tạm dịch ra là cái sắc thân này không khác gì với cái bản thể chân như. Bản thể chân như không khác gì với sắc thân. Sắc thân tức là Như Lai bản thể. Bản thể tức là chúng sanh. Thì nói cái đó là khó. Như vậy Như Lai chúng sanh là một hả? Một là sai, mà hai thì trật. Hồi đó mình thấy nó khó. Cũng như mình ở đây sống,
thì với cái dòng nước linh hồn nó bắt đầu qua qua đạo Phật, đó là cái dòng nước. Như vậy mình hồi lúc còn nhỏ, như bây giờ giúp tôi ngày đây, tôi còn 7-8 tuổi, rồi giờ tôi 70 mấy tuổi đây, thì là một người hai người. Nếu nói hai người thì đứa bé hồi 7-8 tuổi nó chết đi, bây giờ có tôi đây không? Nếu là hai người thì phải khác nhau. Rồi sắc thân hồi 7 tuổi, sắc thân bây giờ bất, sắc thân 7 tuổi chẳng khác gì sắc thân 70 tuổi. Sắc thân 70 tuổi chẳng khác gì sắc thân 7 tuổi. Sắc thân 7 tuổi tức là sắc thân 70, sắc thân 70 tức là sắc thân 7 tuổi. Nhưng mà thật sự nó hai. Thành ra chúng ta tâm kinh mà không ai giảng, chúng ta không hiểu nổi. Chẳng khác là do có hai sự vật so sánh. Thì sắc thân ở 7 tuổi, sắc thân bây giờ 70 là khác nhau. Còn nếu mà sắc thân 7 tuổi tức là sắc thân 70 thì có một. Thành đã nói tôi hồi 7 tuổi, bây giờ tôi là một người thì nó kẹt. Tôi bây giờ già khú, móm răng rụng hết trơn rồi, 7 tuổi rồi còn sức khỏe, còn đẹp trai, tóc còn để chỏm. Còn bây giờ tóc bạc hết trơn, da nhăn má có, làm sao là một người được? Nếu không phải một người thì hai. Thì hai, bây giờ đứa bé 7 tuổi chết thì tôi có ngồi đây được không? Rồi mình thấy nó khó chỗ đó. Thành ra phải nói rằng xác thân với cái linh hồn, xác thân là hai mà linh hồn là một. Mà linh hồn là cái gì? À, quý vị khó. Nói linh hồn là cái gì là trật, mà nói linh hồn không phải là cái gì là sai. Mà có linh hồn là không có giải thích được. Thì bên Đại Thừa nó hay là nó tạm như cái dòng nước. Dòng nước kêu là linh hồn. Còn sắc thân, sắc, sắc thân này cảm giác, thọ, tư tưởng, phân biệt, ý chí và những kinh nghiệm, kiến thức là sống. Thành ra sống chẳng khác gì nước, nước chẳng khác gì sống. Sống tức là nước, nước tức là sống. Thì ngoài cái sắc thân, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không có dòng nước. Ngoài dòng nước không có sắc thân, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái đó chúng ta thấy là nhức nhối. Sau khi tôi hiểu rồi thì tôi mới, cha bây giờ tu làm sao? Nó nhận lại không có pháp môn, không có bổn sư, không ai dạy mình cái bất tử hết. Thì bây giờ làm sao? Mà đặt cái chữ làm sao thì chúng ta kẹt nữa. Thành ra Đức Phật thấy cái khó khăn này này muốn nhập diệt, và muốn nhập diệt. Nhưng mà cuối cùng những người tu nhị thiền, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đếm là khó qua đạo Phật. Cái tâm còn tán loạn. Tới chừng qua nhị thiền tâm định, định sanh hỷ lạc. Khỏi cần niệm Phật nữa mà cái tiếng niệm Phật nó tràn, cái linh hồn nó tràn ra. Mình nhận được nó mình tống vô, mà nó đã đầy rồi nó tràn ra. Rồi tam thiền là mình liên tục mãi cho tới mất thân. Cái cảm giác toàn hết toàn thân. Thì không còn sắc thân, chỉ còn cảm giác và tư tưởng. Thì đó là tam thiền. Còn thấy cảm giác nó còn đê tiện, dứt luôn cảm giác sống toàn tư tưởng là tước tiền. Thì mấy cái cõi này qua đầu Phật rất mau. Nhưng mà rất lâu. Đạo Phật nó khó vậy. Mau là sao? Là đủ điều kiện, thông minh, sáng suốt. Mà chính cái thông minh sáng suốt này đưa quý vị tới tự cao. Thành ra Đức Phật rất sợ mấy ông trời bà trời. Làm thiện không ai bằng, mà làm ba ác cũng không ai hơn. Quý vị là thông minh à? Thì sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Đó là Đức Phật định. Bà mà như ông mấy bà giàu thấy một. Mà nếu giàu ở đó hưởng thụ, không qua đạo Phật được. Giàu làm sao dám giữ tám giới? Trời ơi, tôi giàu sang như vậy, như cái bài gì tôi đã kể đó. Rồi nhỏ nghèo muốn chết. Bây giờ tới già được ký có tiền bạc, được một số vàng rất lớn.
mà già bảy mấy tuổi mà còn đeo vàng cái dây xiềng vậy đó, biến nào bự bự mà vàng ống ánh chắc vàng thiệt. Rồi ở cái tay này đeo cái vòng đó giống mấy cô mười mấy hai chục chiếc. Tôi nói trời đất ơi, bà già như vậy rồi phải nhiêu tuổi rồi? Nó bảy mấy. Tôi nói già mà còn diễn. Bà nói trời ơi, sư không thông cảm cho con. Hồi nhỏ con nghèo muốn chết, con mong rằng có vàng đeo mà nghèo mà làm sao có vàng. Bảy bốn năm chục năm nay con hà tiện con ký cốt mà để dành. Bây giờ con được rồi sư không cho đeo, trời ơi. Tôi nói tôi không phải cho bà đeo, tôi sợ là nó giết bà đấy. Thì quá thiệt đâu, tháng mấy hai tháng tôi đi gặp bà, bà cảm ơn. Nó bóp cổ bà, nó lấy dây chuyền nó giật mà ngay cái người Nguyễn Đáng là ngu chết. Bà la trời, bà quay bà đạp nó, bà tống nó, bà rượt nó chạy, dây chuyền đứt rồi bà nắm lại được. Rồi đem cắt hết không dám đeo nữa. Tôi đi bát ngang tôi hỏi, tôi nói không thấy bà đeo, mà nó con cảm ơn sư, tí chút là con chết rồi, nhờ sư đó. Tôi nói nhờ sư bà chết là tôi khóc á, tôi buồn á. Nói trời ơi sư thương con tới vậy hả? Tôi nói không có thương bà mà tôi thương cái ngu của bà đó. Tôi khóc cái ngu của bà chứ không phải tôi khóc bà. Bà thứ ngu si là phải chịu chết thôi. Rồi bây giờ cách tháng mấy hai tháng bây giờ bà đeo lại nữa. Tôi gặp tôi hỏi bây giờ đeo lại nữa. Rồi nó ngứa cổ quá sư ơi, mình có cổ mà không đeo mà có rõ giờ. Ao ước được đeo mà không đeo, kệ nó giết thì giết. Liều mạng. Thôi giờ tôi trở lại để chúng ta thấy rằng cái tâm con người, cái hiểu biết đó, nó đưa mình xuống địa ngục. Không ai mà đưa mình lên cõi trời, không ai đưa mình thành Phật mà chính mình. Nhưng mà đưa cõi trời thì dễ đi, dễ tốt. Nói dễ cho cũng khó à, như bả rồi giờ cứ đưa cõi trời bả đâu có chịu. Rồi về cũng làm lại. Cái đó người ta kêu là cái tập khí hay là cái ghiền, hay là cái dính mắt. Hay dính mắt đâu thì kẹt vào đó. Quý vị thấy vậy đâu, quý vị nhắm tôi dính mắt không? Cha siêu ngon ngồi đâu có dính mắt, tiền bạc siêu không giữ, mốc xì, không ăn thua gì hết. Không giữ tiền là không nắm tiền bạc, mà cái tâm còn nắm thì không ăn thua gì hết. Cũng như ông vô não gặp Đức Phật đây, cái dao rượt chém. Cô Đàm dừng lại, Đức Phật nói ta dừng từ lâu, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông nghe ba lần ông mới hiểu, ông mới thấy cái dao xuống. Ông nói con dừng rồi, con bỏ dao, bỏ gươm giáo rồi. Đức Phật dừng lại đi. Nói ông dừng bên ngoài mà chưa dừng bên trong. Dừng bên trong mới là quan trọng. Bỏ dao mà cái tâm còn dao, cái miệng niệm Phật mà tâm còn dao găm. Nói ông bà có cái đó không? Chắc còn á. Không có đến đuổi giết người. Nhưng mà tao bữa nay niệm Phật tao trai không có, tao đào mùa mã mẹ. Chửi thôi. Chửi nhẹ nhẹ thôi. Còn đó không niệm Phật là đi tới nhà mắng à, kiếm chuyện à, quánh lộn á. Thì chúng ta thường có cái đó. Tôi cũng còn dính mắt nè. Mà dính mắt cái cao thượng, Đức Phật buổi phải dứt luôn. Tôi hồi đó thì bỏ nhà bỏ cửa đi tu là sắc tài danh lợi tôi không đụng, không đụng cho cái tâm còn nha. Không tiền, không bạc, không gì hết, ngày đi xin ăn thì thấy ngon rồi. Nhưng mà cái tâm chưa được chưa? Rồi cái khoái cái đó mới vô thiền. Đầu xu theo số tức, rồi bây giờ qua niệm Phật. Rồi thì tôi tứ thiền quen rồi, vô cái tôi qua tới cái thứ ba liền. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Để nhớ cái là tiếng niệm Phật nó hiện ra. Rồi tôi tống vô nó hiện ra, không có cái gì xen vô được hết. Khoái, còn cái gì an lạc cho bằng nữa. Mà Đức Phật nói con sanh về cõi trời nha, chứ không có cõi Phật được đâu, không có giải thoát được. Con còn trói cột vào cái xiềng vàng. Mà tôi còn chưa tới hư không vô biên, thức vô biên, vô sử là tôi chưa đạt tới à, tôi không có đó cao hơn nữa. Bây giờ Đức Phật biểu phải bỏ cái đó, trời ơi làm sao bỏ được. Bỏ được rồi con sống với ai? Con sống với nó không? Đức Phật biểu con bỏ ăn, mặc, ơ, bệnh, đừng có chú trọng tới. Bây giờ con khoái cái thiền định, khoái hình ảnh A Di Đà, khoái thế giới cực lạc, con tưởng tượng là con chìm đắm trong đó. Biểu con dứt nữa làm sao dứt?
Mà dứt bằng cách nào? Cái đó là cái chết. Không có cách thức dứt. Chỉ có cái hiểu rõ thôi. À, thôi bây giờ chúng ta trở lại để tôi nói rồi hết giờ. Bữa nay quý vị trả bài á, tôi mệt quá rồi, tôi có nói nhiều được. À, thì cái dứt tôi đã nói quý vị rồi. Qua đạo Phật quý vị không thể tìm pháp môn để dứt. Mà quấy sự phải có một sự tha thiết, một sự trăn trở, tôi mới được cái danh từ mới á. Một sự thao thức trăn trở với nó, sự bất mãn tới cuối cùng cực, đặt cái nghi lên động. Thì khi nào tất cả sự ham muốn cái gì đó nó lặn xuống rồi đó, thì đó là đạo Phật. Quý vị đừng có trông mong mà sống mà đi tìm dòng nước, không có. Chỉ khi nào sống lặn bớt thì đó là dòng nước. Còn có dòng nước có sống thì quý vị cũng thấy là có dòng nước đó, nhưng quý vị không nhận được đâu. Quý vị cứ nhận cái lượng sống. Mà lượng sống thì có sanh già bệnh chết, có sanh có diệt, có dòng nước chưa hề sanh diệt. Đời đời kiếp kiếp nó cứ trôi chảy lừ đừ như vậy. Rồi do cái ham muốn của mình, tham sân si, dinh nhục lợi hại thì si căn gây làm cho nó nổi sống. Thì ngoài sống không có nước, ngoài nước không có sống, nhưng mà sống là sống, còn nước là nước. Sống thì sinh diệt, còn nước thì bất sinh bất diệt, cứ trôi chảy mãi. Mà ngay lúc mà cái lượng sống quý vị nhận cái dòng nước, quý vị cải sửa cho đi tìm cái dòng nước làm sao tìm được. Tìm chừng nào thì cái lượng sống càng nhiều chừng đấy, bị tìm là móng cầu, tìm là giọng. Mà càng giọng thì sống càng nhiều. Mà sống càng nhiều quý vị nhận sống là tôi, là của tôi, là tự ngã tôi thì không. Đừng móng cầu, đừng dính mắt, đừng ghiền. Thì đó là dòng nước. Mà đừng ghiền cái gì? Đừng ghiền tất cả. Mà làm sao đừng ghiền? Không làm sao được hết. Thành ra cái đó là cái khó khăn mà quý vị cần phải biết. Rồi thì tôi nói sơ cho quý vị biết thôi. Rồi chúng ta bắt đầu đi từ mẫu giáo. Tức là quý vị trả bài. Mà kỳ này trả là dễ dàng. Trả theo kiểu mẫu giáo chứ không phải trả theo kiểu mà trung học. Mà trước tôi muốn quý vị trả theo kiểu trung học, nó trả theo đạo Phật đấy. Tức là tôi giảng quý vị nắm cái ý của tôi. Rồi tôi trình bày cách khác, quý vị trình bày khác. Mà cái ý có một thôi. Bây giờ quan trọng là cái ý. Còn thân khẩu ở miệng quý vị muốn sửa làm sao sửa. Nhưng mà đừng có sai cái ý của tôi. Thì quý vị làm không nổi. Ở Trà Vinh mà làm được mười mấy hai chục. Còn Vĩnh Long là tăng ni không à. Tôi cũng tưởng là tăng ni giỏi hơn cư sĩ. Có một hai người mà làm còn trật cà vua. Phải nói ở đây là chì lắm á. Mà không biết chừng nào nó chảy rồi tôi không biết. Tôi thấy ở Trà Vinh này được hai mấy ba chục. Tôi nói có thể trình bày được, có khi trình bày hay hơn tôi, ngắn gọn hơn. Có khi thì luận thường hơn. Nhưng mà trình bày được. Còn Vĩnh Long có một hai gì. Rồi viết rồi tôi giảng cái rút hết ngồi nín thinh hết. Hỏi không thèm nói nữa. Chứ làm gì vừa, chứ làm quá tụi con nín luôn, tụi con tỉnh khẩu hết. Thì thôi kẹt rồi tôi ngồi suy nghĩ hoài, bắt đầu tôi trách. Tôi nói quý vị làm biến quá. Ở Trà Vinh tôi cư sĩ mà còn giỏi hơn quý vị đó. Nhưng mà không nhà cư sĩ Trà Vinh là hai mấy ba chục năm rồi. Nghe nhiều quá. Thì cái trình độ nó phải cao. Còn trảnh tăng ni là đâu có rảnh. Bây giờ làm Phật sự tùm lum đi quỷ lao rồi, nào là nuôi con nít rồi, nào là đủ thức. Thành ra tôi thấy cư sĩ mà như cái cô Dĩ Sa Đéc đó tôi thấy hay. Cô đòi xuống đây cô học di thức. Cô nghe nói nghe di thức nhiều mà không thấy ai giảng rành như xưa. Cô xuống đây học sư gửi rồi con ở tịnh xá hoặc chùa nào nha. Con biết là ở tịnh xá sư có cho người nữ mà. Sư khó lắm. Bây giờ sư có Phật tử rồi sư gửi con. Tôi nói cái đó là cô thua Phật tử cho tôi đâu có biết. Tôi gửi người ta nhận hay không. Thì cô xuống dưới thời gian rồi cô quen ai đó, cô ở đâu ở. Chứ tôi gửi con biết cô làm sao đây, Phật tử nó trách tôi. Cô phải đàng hoàng mới được. Tôi đâu có biết. Cô xuống dưới ở một hai ngày không thua phải cả tháng á.
Mà tại sao cô không xuất gia? Cô nói con xuất gia lâu rồi, sư chỉ con ra, bây giờ con theo ai? Có cái tịnh xá nào như chỗ sư không? Không có làm á, bắt con vô nương nít rồi làm bánh này kia đem đi bán rồi, nó con không làm, lo tàu hú rồi, con không ạ. À. Con vô để tu như sư, như sư nói vậy. Sáng đi bác rồi trưa, chiều á, trưa đổ cơm, chiều thì 3 giờ, 4 giờ học chân lý, khuya chiều sáng ngồi thiền. Sáng thì 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ mới mở cửa, chiều 5 giờ đóng lại, để yên cho các sư tu tịnh. Bây giờ ở đâu có cái chỗ như vậy? Chứ chỉ con đi con xuất gia liền bây giờ. Tôi nói, cái đó tôi không biết hả? Thì cái đó là của Minh Đăng Quang, chứ không phải của tôi. Cô nói giờ Minh Đăng Quang không còn đâu sư. Tôi chào hàng nói, cô nói quá thật, quá thật. Bây giờ đạo khất sĩ không còn, mà lang ban sĩ thôi. Như đây tôi nói là sư cô đây chắc buồn, tôi tánh tôi nói thẳng đó. Khất sĩ thì phải vậy đó. Người nam đó là không được ở tịnh xá sư cô, người nữ là không được ở tịnh xá tăng. Chứ đừng nói là tăng đi. Ở chùa đó thì chỉ đơn giản thờ Phật Thích Ca thôi. Chứ không có tùm lum, không có Quan Âm, không có mốt gì, cái đó là bên Bắc Tông. Mỗi cái nó có cái truyền thống khác nhau. Bây giờ ba hệ phái mà, ta chấp nhận Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ. Thì Bắc Tông là được ăn chay nhưng mà ngày 3-4 bữa, Khất Sĩ một bữa ngọ thôi. Khác, còn Nam Tông thì ăn mặn. Bắc Tông, Nam Tông được hút thuốc, có tiền. Khất Sĩ không được cầm tiền. Của Minh Đăng Quang mà, đi đâu mà đầu trần chân không, trừ mấy người già bệnh thì không nói, mấy tuổi trẻ, hàng ngày phải đi khất thực. Bên Bắc Tông thì không có bác, không có gì bác, tội giới có cái muỗng dùa phải lớn nè, làm sao đi bác. Mà mặt có ống có tai, thành ra mấy thầy cởi hông đá chạy dù dù. Tôi như vậy làm sao cởi hông đá, không thấy được, tôi vậy là không thể vô tiệm ngồi ăn được. Mà cũng không thể nằm giống được, nó không có ống, không lẽ leo cây cao mà làm việc được. Còn mấy thầy leo lên này kia sơn phết làm chùa này cái đủ đó. Thì bên đó sư trưởng nói là người ta tu theo người trời, còn mấy ông là một Phật một ma. Bởi vì mấy ông không có làm cái gì hết, không tiền không bạc, ăn là bá tánh lo hết. Có bốn cái ăn mặc ở bệnh ăn đó thì đi bác về Phật tử sức thêm. Còn bên Trung Quốc đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm lao động là một ngày ta nhịn đói không ăn. Đó là ông tổ, tổ gì đó, Bách Trưởng. Ông già mấy mấy tuổi mà ông còn giá cây cuốc, cây len ổng ra ông làm. Rồi đệ tử thấy vậy không cho, ông cứ làm. Sao mới lấy cuốc giấu. Cái giấu bữa đó ông kiếm không ra, ông nhịn đói bữa đó. Rồi hai bữa giấu nữa, ông nhịn đói luôn hai bữa. Đệ tử sợ mới đem cuốc năn nỉ thầy thôi rồi ra làm. Để thầy nhịn đói thầy chết. Tại sao vậy? Tại đạo Phật nó tùy duyên. Cái sải Ấn Độ đó thì người ta là không có đi bác, không có làm. Thôi Đức Phật chúng ta coi lại coi. Sáng đi bác, trưa khất thực, chiều nghe pháp, tối ngồi thiền tới sáng luôn. Thì sư trưởng làm cũng giống vậy đó. Còn đi xin ăn không? Thành ra không đi bát thì sư trưởng đó, không đi bát là không ăn. Nhất nhật bất đi bát là nhất nhật bất thực. Nhất nhật bất khất thực là nhất nhật bất thực. Còn bệnh là nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực. Hay cái nó khác là vì sao? Vì Trung Quốc thời đó là đông dân. Thế giới 3 tỷ Trung Quốc chiếm hết 1 tỷ. Chúng ta thấy nó ghê đó. Còn làm sao mà nuôi mấy ông sư? Trời, một cái thiền viện vậy cả ngàn tăng, mà đi xin ăn không thì chết cha dân rồi. Mà lúc đó là đạo Khổng giáo mạnh. Khổng giáo nếu mà bệ hạ cho mấy ông sải Ấn Độ qua đó thì cái nước này thành nước Ấn Độ. Cái thứ mà đi lang thang đó nó hấp dẫn Phật tử lắm. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ở giường, ở rừng, ở dưới cội cây, ở tha ma nghĩa địa. Không được. Thì Đức Vua mới cấm đi khất thực. Cũng như mấy ông này mà lên cũng cấm đi khất thực. Tôi là bị bắt 3 lần cũng do đi bắt.
Và thì chúng ta thấy là cái gì dạng sư khởi đầu nan bây giờ thì khuyến khích cho cái là tán thán, thì nó tùy theo cái thời buổi đó chúng ta phải hiểu nó. Thôi giờ trở lại, thành ra cái quả nhập lưu đó nó thấy rõ bốn đường ác. Mà như thế nào là thấy rõ? Thì như tôi nói đó, khi nào cái tâm mình lặng lẽ hết, mình đừng có cải sửa, đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng ham muốn nữa. Mà làm sao đừng ham muốn? Mà nếu mình làm sao, tức là dùng cái ham muốn cao thượng đè cái ham muốn xấu xuống. Thành ra trong kinh mới nói đó, chúng ta dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Khi có tư tưởng xấu thì lấy tư tưởng tốt đè nó xuống. Một khi tư tưởng tốt ngủ ngầm ở dưới, tư tưởng xấu ngủ ngầm bị đè xuống, còn tư tưởng tốt thì đây có thiện trí thức là mới trực nhận cái bất tử. Hết ham muốn ác rồi còn có ham muốn thiện, thì tức là nhị thiền á. Tôi dán cho nó rành, sau này tôi sẽ trở lại. Thì từ đây có thiện trí thức giúp đỡ mới dứt tất cả pháp môn. Lặng lẽ mà nhìn lại cái tư tưởng thì nó chuyển biến sao thấy y như vậy. Nếu quý vị là dòng nước, quý vị sẽ thấy rõ cái lượng sống. Vì lượng sống nó nhờ cái dòng nước để nó phát sinh, nó duyên khởi. Phải thấy không nè? Thì cái này là tôi giảng trước rồi sau này giảng lại. Thấy không? Thành ra khi quý vị trở về cái bất tử rồi, quý vị lặng lẽ nhìn cái căn trần thức. Thấy không? Do duyên con mắt là sinh lý, thấy không? Có sự sống. Do duyên sắc trần là vật lý chưa có sự sống, sanh ra nhãn thức là ngạ quỷ. Rồi ngạ quỷ là chỉ có cảm giác dễ chịu khó chịu, không dễ không khó. Thì tới xúc sanh mới cải sửa cái này. Thì khi yên lặng quý vị sẽ thấy cái diễn biến của nó, thấy thật rõ. Bởi vì cái diễn biến đó chính là mình, mình chính là cái diễn biến đó. Còn người trời do đè nén, do quán sát đối trị nó, đè nó thấy một cách lờ mờ. Lờ mờ thì phải chạy trốn. Rồi thấy rõ chạy đâu. Bây giờ quý vị biết đó là cái hầm trong. Biết rõ vậy, quý vị có bao giờ lọt xuống dưới không? Còn quý vị biết không rõ lờ mờ, không biết phải hầm trong không, quý vị dẫm thử mà cái lọt tuốt dưới. Thành ra Đức Phật chủ trương là thấy rõ. Thấy bằng chính mắt mình, nghe bằng chính lỗ tai mình, thở bằng chính lỗ mũi mình. Các đệ tử đến đây để thấy bằng mắt, nghe bằng tai, thở bằng lỗ mũi của mỗi người. Chứ đừng có thở lỗ mũi Như Lai, đừng có tin Như Lai. Thì các con cũng là Như Lai sẽ thành, ta là Như Lai đã thành, thế thôi. Thì có đó chưa có tôn giáo nào dám nói vậy đó. Tôn giáo thì có Đức Chúa, sanh ra dạng vật chúng sanh các pháp. Nghe lời Chúa thì sẽ trở về hầu hạ Chúa. Còn cãi lời Chúa sẽ xuống địa ngục đời đời. Đó là trong kinh Tân Ước Cổ Ước, lật ra trong đó có. Còn Đức Phật thì nói nếu các con mà không làm Phật, các con phỉ báng ta. Các con theo lời ta để các con làm Phật bằng như ta. Không ai sanh ra các con đâu. Chính cái thức sanh ra các con tạo cái lòng bằng cái tư tưởng và thức trí của các con, rồi các con chui vào đó, các con la trọi. Khi các con thấy rõ cái diễn biến của cái lòng các con tạo đó, thì cái lòng vẫn còn đó, nhưng các con vĩnh viễn không dính mắt nữa. Thì có đó là một câu Phật kêu là tập đế. Thì thôi bây giờ tôi giảng cái dính mắt trước. Mà dính mắt nó có dính mắt của bốn đường ác, dính mắt của người trời, dính mắt của trời sắc giới, dính mắt trời vô sắc thì mới hết cái dính mắt tam giới này. Nhưng mỗi cái nó có một cái chi tiết sâu xa, nó nằm trong con người quý vị á. Rồi quý vị mới qua nhập lưu là thấy rõ. Thì có lẽ chúng ta gặp nhau chắc có 50-70 lần nữa, nếu trả bài nữa chắc cả 100 lần. Quý vị chịu thì chúng ta tiếp tục, còn làm biến thì rút lui. Mà rút lui mà ít quá thì tôi cũng rút lui luôn. Thì nó hơi khó, nhưng mà tôi thấy hôm trước tôi thất bại là bắt quý vị trả bài theo đạo Phật. Cái thông minh sáng tạo của quý vị
Thì đây làm có được hai mấy, đó là Phật tử Ngọc Dân không à, ba mấy năm rồi. Còn ở Phật tử mới thì dường như thất bại. Mà cả tới Tăng Ni Vĩnh Long cũng thất bại hết. Bây giờ Vĩnh Long tôi cũng xuống mẫu giáo nữa. Thì mấy sư cô, mấy tăng cười, giật khoái à. Ai cũng trả được hết. Còn trước kêu là người nấy không dám đưa tay, mà kêu một cái thì từ chối. Còn bây giờ người nào cũng trả được hết. Còn quý vị đây là sao kêu qua thì trả được hết. Người nào cũng trả được hết. Thì tôi lập ba lần. Rồi quý vị cả Pháp Hội lập ba lần. Rồi bây giờ mỗi người bắt đầu trả. Trả không được là bắt đầu mẫu giáo lại ba lần nữa. Sáu lần, chín lần, chừng nào quý vị thuộc thôi. Thì cái đó phải thuộc thôi. Giống người gì học bài đó. Học một lần không thuộc thì mười lần. Mười lần không được thì mười lần mười, một trăm lần. Phải thuộc thôi, không một trăm lần không thuộc, một ngàn lần. Thuộc không? Phải thuộc thôi. Thì thôi giờ chúng ta bắt đầu ha. Bây giờ quý vị nhìn cái bảng ha. Thì hôm trước tôi giảng rồi đó. Căn, tức là khoa học kêu là sinh lý. Có sự sống mà chưa có cái biết. Thì duy thức kêu là địa ngục hữu gián, còn có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn trần cũng vậy. Thì khoa học kêu là vật lý, tức là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Thì duy thức gọi là địa ngục vô gián, còn có sắc thiên ý xúc pháp. Bây giờ tới thức. Thức thì chúng ta thấy chưa có. Thức là cái gì? Thức là cái biết. Thì cái biết đầu tiên của ngạ quỷ thì khoa học kêu đó là tâm lý. Thì gồm có cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, khó chịu, lờ mờ, chưa có tư tưởng, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thân thức. Cái ý riêng nha, cái này thì khác rồi ạ. Đó, rồi bây giờ cái này là cái biết mà chưa có sự phân biệt của tư tưởng. Rồi tới đây thì dễ rồi đó, nhưng mà tới cái này khó ạ. Ý thức, tức là cái óc chứ không phải là mặt na. Mặt na là qua tới ý xúc lắm. Ở ý xúc này. Thành ra từ đây đó là sống theo bản năng. Mà chúng ta kêu là sống giống như là bốn đường ác, gồm có 18 cái này. Còn qua đây là bắt đầu chúng ta tiến hóa đấy. Tức là có nghiệp. Còn bốn đường ác chưa có nghiệp. Sống theo cái bản năng, tức là nghĩ sao làm vậy, không có cái ý chí cải sửa gì hết. Thì cái pháp trần này nó khó đấy. Ý căn là óc, tiếp xúc với pháp trần phát hiện ý thức. Pháp trần là cái gì? Thì nó có hai cái pháp trần. Một cái đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Được cái tư tưởng, cái óc lờ mờ của tư tưởng mới cải sửa lại thành ra có sự phân biệt. Cảm giác thì chưa có phân biệt. Còn tới cái ốc là nó phân biệt theo thú vật. Tức là phân biệt một cách lờ mờ thôi. Cái này là vợ, cái này là con. Cái này là người nam, cái này là người nữ. Nhưng mà khi cái tình dục nổi lên rồi thì loài thú này nó trở về ngạ quỷ. Nó giao cấu với con luôn. Còn khi nó đói rồi đó thì nó biết là con nó không ăn. Nhưng mà khi đói quá rồi đó thì con cọp cái, con cục, con sư tử cái ăn thịt con luôn. Lúc mấy giờ trở là ngạ quỷ. Thành ra giữa căn và trần nó đổi nhau hoài. Còn giữa thức này cũng vậy. Thức với cái ý thức gì nhãn thức nó cũng sửa ra chút xíu thôi. Thì trong quý vị có đủ hết. Thì trong kinh có kể là hai vợ chồng với đứa con đi qua sa mạc người ta đấy. Thì qua sa mạc đói quá, hai vợ chồng là bàn nhau làm thịt con ăn, chúng tôi chết hết cả ba. Thì đó là chúng ta thấy từ đó họ xuống tới súc sanh. Ông quốc đầu Lam Phất là cõi trời phi phi tưởng, dạy Đức Phật mà cao nhất Ấn Độ, mà nổi sanh.
thì trong lúc huy tưởng làm sao xá đọa được. Cái chỗ ông xả thiền trong đó nhàm chán, xả thiền ra cõi người cõi trời rồi ông nhớ lại con cá nó ăn móng, ông bực, ông đọa xuống làm súc sanh. Từ cõi trời vô sắc đó mà đọa xuống một cái là thành súc sanh. Thì chúng ta thấy là Đức Phật thấy cái đó, Ngài thấy không ổn. Nhất là thời buổi này, quý vị không qua Bát Nhã là quý vị chết. Thời buổi vật chất lên ngút trời, quý vị hưởng thọ rồi vì cái tiền bạc mờ mắt. Cha con cũng thưa nhau, anh em cũng thưa nhau, mẹ con cũng thưa nhau. Tôi thấy trong báo rằng vì tiền bạc, vì tiền bạc. Quý vị đất đi rành cái đó hơn tôi. Thì tôi muốn quý vị đừng có lọt vào trong cái bốn đường ác này đó. Mà không lọt thì quý vị phải thấy rõ. Còn quý vị thấy mờ mờ đó thì quý vị dọt qua cõi người trời. Mà quý vị lên cao nữa thì đỡ đó, lên tới cái thọ này đó, cõi trời sắc giới. Rồi quý vị không còn chiếm hữu bên ngoài nữa. Quý vị thì ăn uống bằng cái xúc thực là hỷ lạc thôi, chứ không ăn bằng cơm gạo nữa. Ăn cái cơm gạo là tranh nhau dữ lắm đấy, phải có tiền mới ăn được. Mà cơm gạo không nói gì. Mà còn cái xì ke, ma túy, cái cà phê, cái thuốc hút. Người nam thì đủ thứ, còn người nữ thì còn có người nghiện cà phê. Mà cái nặng nhất của người nữ là son phấn. Ông khó thì là dám giết cha giết mẹ đấy, khi mà tới cái cử đó rồi. Còn người nam thì xì ke ma túy, mà tôi thấy bây giờ người nữ xì ke ma túy nữa nha. Không biết mấy người lớn làm sao, chứ con nít nhỏ, con gái 13, 14 tuổi. Nó chích làm sao, nó ra ngoài đường lộ, tôi đi báo tôi thấy nó múa. Nó không sợ gì ai hết trơn. Tôi mới hỏi mấy bà, tôi nói nó bệnh tâm thần, nó không phải đâu chứ ơi. Nó chích xì ke đấy. Tôi nói trời, con gái mà chích xì ke, nó giờ không có gái trai nữa. Thành là mấy bà có con, cố gắng giữ con mình nha. Gần mực thì đen. Nào, tu hành phải có bạn, nhưng mà phải lựa bạn cho nó. Mấy ông bà phải để ý tới nó một chút, chứ còn cứ lo làm ăn không thì lo mới là mệt với nó. Cho nó chơi với bạn mà phải lựa bạn. Thì mấy ông bà lớn tuổi là biết đứa bạn nào tốt xấu. Nó mở miệng nó biết đi thưa về trình, biết kêu bà hay là kêu xưng con này kia, nói chuyện đàng hoàng, mở miệng không chửi thề. Thì ở với nó, mình cho nó đến nhà mình vài lần, chừng chục lần nó biết tánh tịch đó. Thì con nên chơi mấy đứa này. Còn mấy đứa rồi mà nhỏ nhỏ mà đi nhậu rồi hút xì ke ma túy, mà con mắt kiếm đeo 3-4 độ thì coi chừng. Con nít mà làm gì mà đeo 3-4 độ, cái đó là gam hay cái gì đó tôi nghe hỏi. Với mạng gì đó không biết. Nó mê cho tới, tôi đi ngang cái chỗ mà có đâu có Phật tử à, 2-3 cô, tôi khuyên hoài không bỏ được. Nó có mạng cái gì đó, kêu gọi cái gì đó, gam gì đó, 7-8 cái, nó ngồi nó mê say trong đó. Rồi không biết nó kiếm tiền sao mà đêm nó ở ngủ đó luôn. Sáng tôi đi bác 7-8 giờ tôi thấy nó nằm ngủ. 4-5 đứa trai gái có hết, 13-14 tuổi. Tôi mới kêu con nhỏ chủ quán, mới nói là Phật tử. Tôi nói mấy chứa này ở đâu vậy? Nó còn không biết nhà mà nó chơi gam cái gì đó, rồi nó không chỗ ngủ, nó ngủ đây tới sáng rồi sao? Tôi nói trời đất, cái này là không dám về nhà. Thì quý vị coi chừng con, quý vị còn ở trạng thái đó. Cha mẹ phải để ý tới con một chút. Đừng có cấm, đừng có cho nó có bản, không được. Tôi nói chim có đàn cùng hót thì tiếng hót mới hay. Mà ngựa có bạn cùng đua thì nước đua mới mạnh. Huống chi là người sống mà không có bạn. Ăn cơm có canh thì tu hành có bạn. Nhưng mà quý vị lựa bạn xấu thì quý vị chết. Còn quý vị lựa bạn tốt, quý vị tiến quá. Nhiều tôn giáo. Bây giờ người ta mê vấn đề sấm giảng rồi đó, bạn xấu á. Nói về thiên cơ sấm giảng không à. Tôi thấy có Phật tử mà cả sư cô nữa đấy. Vô nói với sư là, ông có ông sư đó, ông nói là sắp đến rồi sư ơi. Ông mất hội lông qua ở Châu Đốc làm sao đó. Tôi nói chết chết, cô là sư cô mà cô nói cái này là cô cào cốc thêm một lần nữa đấy. Sư cô mà con mê sấm giảng. Cô hỏi cái đó không có hả sư? Tôi nói tôi không phải nói không có, mà tôi không phải nói có. Mà tôi nói cô là người xuất gia mà cô nói câu đó là cô dở. Cuộc đời cái gì cũng có mà cái gì cũng không có hết trơn á. Mà có hay không là do mình. Cô có quyền cải sửa sấm giảng.
có quyền cải sở cái ngài mà tận thế nó. Chứ thế giới là không cải sửa được. Thế giới là ai? Thế giới là cô. Cô là một thành phần của gia đình. Gia đình của cô là một thành phần của cái tỉnh Trà Vinh này. Tỉnh Trà Vinh là một cái thành phần của nước Việt Nam. Nước Việt Nam là cái thành phần của cả thế giới. Thế giới là một cái thành phần của vô lượng thế giới vũ trụ. Bây giờ cô cầu thế giới cải sửa mà chính cô chưa cải sửa, như con người cô là bây giờ cái hội Long Hoa nó phải có. Tôi thì không phải có, không có mà tôi lo tôi trước. Tôi mà thành một cái gia đình tôi hạnh phúc, Phật tử đây rất yên vui. Mà tỉnh yên vui thì cái tỉnh Trà Vinh này ngon lành. Mà tỉnh Trà Vinh mà yên vui rồi thì nước Việt Nam này hạng nhất. Nước Việt Nam hết ảnh hưởng tới Lèo, Cao Miên, ảnh hưởng tới Mỹ, cả thế giới. Thì không hòa bình sao được. Thành ra đừng cầu thế giới hòa bình, mình hòa bình trước. Đức Phật có làm thế giới hòa bình không? Cái nước Ấn Độ mà còn không hòa, còn Đức Phật giết hết dòng họ Thích, Đức Phật còn ra cản vua Lưu Ly ba lần không được, giết sạch. Vua A Xà Thế mà giết Tần Bà Sa La, đệ tử ruột của Phật, nó có cản gì được đâu. Bề Mạt Đa còn lăn đá cho Phật dập chân. Đức Phật có đem hòa bình cho Ấn Độ đâu, đừng nói là thế giới. Nhưng mà đem hòa bình cho ai? Cho mỗi người. 1250 A-la-hán là thời ngày là hòa bình. Tức là hòa bình của mỗi người. Mà tại sao không tu mà nó mong cầu ngày mai tận thế hay không tận thế? Nếu quý vị không tu thì có thể tận thế trước. Còn quý vị tu cải sửa có thể tận thế một vài năm sau. Còn nếu cả thế giới 3 tỷ người mà cải sửa hết thì đâu có tận thế được. Thì tận thế cũng nằm trong tay thế giới này. Nếu 6 tỷ người biết tu hết, tôi bảo đảm là không có tận thế. Mà trong đó có 1 tỷ là chịu tu, 4, 5 tỷ không tu thì phải tận thế thôi. Cũng như nói năm 2000 tận thế có hay không? Đúng là có, nhưng mà tại sao không có? Vì chúng ta tu năm đó là tội giới nhiều, kỳ này cũng tội giới nhiều. Rồi hãy qua cái thôi không tu nữa. Rồi bây giờ nó tận thế lọ thứ vô tu lại nữa. Cái gì như con đường ươi à, có kỳ như cái đĩa à. Thành ra quý vị phải hiểu, người Phật tử phải hiểu cái đó. Ở đây tới tận thế nó sao siêu nói không có tận thế, tôi không nói không có. Mà tôi không nói có, mà tôi không nói đúng ngày giờ. Thì chúng ta thấy đó là cái tận thế này đó là cả thế giới chấp nhận. Hồi xưa Sấm Giảng nói là thời ông Nguyễn Bỉnh Khiêm tới nay là cả ngàn năm. Mà vẫn đúng. Mà ông Nguyễn Minh Khiêm trạng trình đó không dám xác định cái ngày. Xác định nó năm Thìn thôi, tức là 2012. Còn Sấm Giảng ở Quỳnh Phú Sổ Hảo cũng xác định năm Thìn chứ không dám nói ngày. Rồi sau các nhà chiêm tinh thế giới, tức là các nhà quyền bí đó, cái người coi bói đó của thế giới, xác định là đúng ngày tháng 12, ngày 21. Mà tôi dám bảo đảm là chưa chắc đúng được. Nếu quý vị chịu tu là nó kể kéo dài một vài năm. Còn nếu cả thế giới tu bảo đảm không bao giờ có tận thế. Bây giờ quả địa cầu nóng nè. Nữa là nước kêu bằng tràn ngập, kêu là hồng thủy. Hồng là tràn ngập. Mà nước tràn ngập là do ai? Do quý vị. Do cái cộng nghiệp. Thì chết là phải chết hết, dĩ nhiên mà. Nếu một mình mà cải sửa hết làm sao cải sửa được. Quý vị sống ở trong, đi lên một chiếc xe 350 chỗ ngồi, mà chiếc xe này xuống dưới sông thì quý vị cũng phải xuống sông. Làm sao quý vị ngồi ngoài xe đâu được. Nhưng mà chưa chắc là trong đó 50 chết hết. Có thể là 40, 30 người chết, mà 20 người, có 10 người say sát, gãy tay gãy chân, có 10 người không đụng cái gì hết. Tại sao vậy? Đức Quan Âm cứu mình hả? Quan Âm như vậy là Quan Âm có không sư? Quan Âm cứu mà không cứu. Cứu mình là do chính mình. Nhưng mà Quan Âm cứu là do mình cảm là Ngài ứng thôi. Ví dụ giảng sanh nói Phật A Di Đà tiếp dẫn, có không? Nếu nói có là sai, mà không có là trật. Người Phật tử phải nắm cái tôi giảng tới cái gốc nha. Nói A Di Đà tiếp dẫn con về Cực Lạc là nói dốc. Nói A Di Đà không tiếp dẫn về Cực Lạc là nói sai.
A-di-đà tiếp dẫn người nào nhất niệm và phát nguyện. Phải không? Mà quý vị tạp niệm bây giờ kêu A-di-đà tiếp dẫn thì tiếp dẫn không? Mình phải hiểu cho đó. Thành ra nói A-di-đà không tiếp dẫn, tại sao người niệm Phật có người vãng sanh, có xá lợi, có người không có? Tại A-di-đà thương ghét, có vụ đó. Thành ra tôi giảng cái gì? Tôi giảng căn bản. Thành ra nguyện, cái nguyện 18, 19, 20 ít ai giảng. Mà giảng mỗi người giảng khác, tôi giảng khác. Mà tôi giảng là tôi chứng minh rõ ràng. Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao hiểu Phật Pháp. Tôi không phải nói là tôi đúng, nhưng mà tôi làm cho đạo Phật sáng tỏ. Chứ bây giờ không biết ai đúng. Mỗi người giảng mỗi cách, mà cái cách tôi giảng thì khác hết. Tịnh độ tới tôi thì nó khác, là tịnh độ của tôi. Mà tứ niệm xứ này cũng vậy, tới tôi là tứ niệm xứ của tôi. Cũng Đức Phật, nhưng mà qua cái hiểu biết, qua cặp thức màu của tôi thì thành nó của tôi. Thành đó tôi biểu gì đừng tin tôi, mà cứ nghe rồi áp dụng vào trong cuộc sống mình, ích lợi cho mình, ích lợi cho mọi người, đó là đúng. Nào, thành ra ở đây là tôi thấy giờ chúng ta đi cái này trước, bốn đường ác. Mình tưởng đâu địa ngục có 18 tầng như sư cô treo ở đó, trong này cũng có đủ rồi. Nhưng bây giờ mình thân người, mà cái tâm mình dính mắc vào địa ngục là do lo cái sắc thân hương vị xúc thôi. Tức là gìn vật ăn uống tiền bạc sắc đẹp này kia thì hiện giờ bây giờ. Người mà có cái tâm đó thì giết cha giết mẹ xì ke ma túy thì cái đó làm sao gọi là cái tâm của người được. Tâm đó là tâm của địa ngục vô gián. Ngay bây giờ điên rồi. Người giết cha giết mẹ giờ công an không bắt cũng điên. Cái đâu gì phải biết ha, để tôi giảng rành nữa. Nhưng mà thôi, giảng rồi thì mất giờ. Còn nếu mình có cái biết, có cái sự sống, thì nó nhẹ hơn cái này, thì ngay bây giờ mình là địa ngục hữu gián. Địa ngục hữu gián thì nó tương tự như là cỏ cây. Cỏ cây là nó có cái sự sống, nó hút nước, biết che ra ánh nắng, chỉ bao nhiêu thôi. Chứ quý vị trồng cây bồ đề đố mà quý vị về nó mừng, con chó nó biết mừng, ngoắc đuôi. Còn cây bồ đề có bây giờ, quý vị về mà nó ngoắc đuôi hay là nó phe phẩy cái lá nó mừng ông chủ nó không? Không có vụ đó, nó chưa có tư tưởng. Thành ra sư trưởng rất hay coi cái quyển lục căn của Ngài đó. Thì Ngài nói cái ngạ quỷ đó, cái đầu dưới đất, cái chân trên trời. Thì quý sư gọi cái gốc cây ở đâu? Ở dưới đất, cái hoang cây ở đâu? Cây trổng tức lên trời. Thành ra kêu là giải đạo quyền, cởi mở cái ách giải ngược. Thì nếu có cây thì nó thấy cảnh giới của nó đau khổ vô cùng. Còn quý vị ngửi cái mùi băng, quý vị thấy thơm, quý vị thích, nó khổ muốn chết luôn. Thành ra tôi thấy không hiểu đạo Phật là khó đó. Chính mấy ông thi sĩ hồi xưa học giỏi nó mà cũng còn lầm. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời rách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Làm người nó khổ, làm cây thông sướng hơn. Mà nếu mình là cây thông rồi mình mới thấy cái khổ của cây thông. Kiếp sau sinh số làm người thì khó, mà làm chó thì dễ. Chịu làm chó không? Chó đâu có dám bắt nạt người, còn người bắt nạt chó, đánh đập và ăn thịt luôn, cày tơ. Con chó chịu thôi. Ở đây mấy ông thiện nam có cày tơ không? Chắc chưa, mà có bài quẩy món rồi chắc có. Bây giờ ngoài nó bán đủ thứ hấp dẫn. Tôi nghe mấy cô lại mép tôi, nói là giữ giới mà xưa cấm ăn gà, vịt, heo, chó, giờ mấy ông làm thịt bò náo hết. Mấy ngày ăn mặn mới ở ra ăn hủ tiếu, thịt bò. Phạm Hữu Sư, tôi nói cái đó mỗi ai nấy lo, còn ai nấy giữ, tôi giảng là giảng vậy thôi. Chứ còn thọ giới không giữ thì mình phải chịu nhân quả chứ, lẽ tôi vô đó thế. Nhưng mà tôi buồn à, tôi nói thiệt, trong quá tôi buồn, buồn không phải là buồn quý vị. Mà tôi buồn tôi thiếu cái đức. Thành ra quý vị thọ giới rồi cố gắng giữ cho tôi vui. Tôi vui tôi ở lợi quý vị thời gian, không mà tôi vô là thiêu á. Không được xong là tôi đi á, tôi không muốn ở cõi này nữa. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì cái nhãn thức này chúng ta dễ định nghĩa.
căn trần thức dễ, có cái ý căn pháp trần do ý thức này là khó. Vậy thì pháp trần là cái gì? Pháp trần nó có hai cái. Một cái là nó sửa sắc thinh hương vị xúc, là năm cái cảm giác thành ra cái tư tưởng phân biệt. Thành ra quý vị để ý trong con người quý vị đó thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Quý vị móc con mắt, hư móc con mắt bỏ còn sống không? Sống không? Không hả? À còn, bây giờ hư cái lỗ tai, điếc hay cái lỗ tai như tôi điếc là còn sống không? À còn, bây giờ cái lỗ mũi nó nghẹt hay mổ bỏ cái lỗ mũi còn sống không? Bây giờ cái lưỡi nó đớ các cái lưỡi người câm còn sống không? Sống. Rồi chặt cái tay, chặt cái chân sống không? Chặt cái đầu sống không? Thành ra cái ốc này quan trọng hơn là mắt tay mũi lưỡi thân. Hiểu không? Trong con người mình phải hiểu nha. Cái đó là mình ngồi thiền ôn lại cho bỏ mai mốt của nó. Nó chặt cái đầu vẫn còn sống là mọi tội nghiệp cho tôi. Rồi nói mất móc con mắt là con chết, không có chết đâu. Móc hai con mắt cũng còn sống. Thấy mấy người đuôi không? Sống không? Họ có thấy gì đâu, nhưng họ sống. Thành ra mình nên nhớ trong mắt tai mũi lưỡi thân ốc này, chứ còn cái này quan trọng nhất. Cái đầu nó quan trọng bởi vì nó, cái đất nước lửa gió nó di tế hơn. Biết di tế không? Cái cây bồ đề đó phải đất nước lửa gió không? Cái gạch này phải đất nước lửa gió không? Rồi cái xác thân con bò con chó phải đất nước lửa gió không? Rồi xác thân quý vị phải đất nước lửa gió không? À, một thứ không? Nói một thứ thì sai, mà nói hai là trật. Phải vậy không? Quý vị đem cây bồ đề quý vị đốt rồi thành cái gì? Thành chó. Gạch này quý vị đập bể quý vị đốt rồi thành gì? Thành chó. Rồi cái thân quý vị đốt mà nếu chưa đắc quả, chưa giảng sanh thì thành gì? Đống chó. Nhưng mà khác, cái thân của cỏ cây khác, thân của trâu bò nó hôi. Cỏ cây nó hôi hơn nữa, nhưng đối với người ta thì mình thấy người quái nó. Chứ còn nó là phải tiến hóa lên trâu bò. Rồi thân trâu bò với thân người ta, cái nào hôi hơn? Thế trâu bò hôi hơn, tại vì nó không biết tắm rửa. Rồi mình không tắm thì mình không thua gì trâu bò đâu, cũng hôi rình à. Thành ra quý vị phải để ý trong sắc thân mình so sánh bên ngoài. Thì quý vị thấy nói khác là sai, mà nói giống là trật. Nó tùy theo cái sự tiến hóa. Cái thân sắc Phật của Đức Phật ra hơi thôn màu vàng ánh của hào quang. Mà quý vị không nhìn thấy, khỏi trời người ta nhìn thấy. Thành ra do cái thân của người đó và do cái nhìn của người đó thì cảnh vật nó thay đổi, tôi đã giảng rồi. Theo cái nhận thức của cõi này khác, nhận thức của cõi trời khác, nhận thức của A-la-hán khác, nhận thức Như Lai còn khác. Nhưng mà sự vật cũng vậy thôi. Nếu tôi là người thì tôi thấy nước là nước. Còn cái nhà của hậu thấy nước là oxy trố. Còn ngã quỷ thấy nước là máu. Như vậy nước là gì? Nước là hào quang, không có gì hết. Có ai muốn chụp mũ thì sao thì chụp. Nếu chụp là máu thì mình tự làm khổ mình. Nếu uống nước không được. Còn chụp mũ nó là hydro oxy thì nó cao hơn. Nhưng mà nó cũng là một vật thôi. Mà vật này là không hình, không tướng. Rồi tùy cái khoái mình chụp nó làm sao thì mình chịu. Thành ra đừng có trách địa ngục ngạ quỷ là địa xấu xa. Nó có trong người mình. Giờ mình tu mình thăng qua lên thì tất nhiên mình lên khỏi người trời. Thăng qua nữa thì lên khỏi tứ thánh. Và toàn giác nữa thì qua cái cuối cùng này. Thì thôi hết khổ. Hết khổ là phải chạy trốn khỏi đời này không? Phải không? Gật đầu phải không? Phải là tôi cạo tóc á. Cũng ở trong cõi đời nhưng mà sao? Hả? À? Đức Phật có sống trong đời này không? Nhưng Ngài có khổ không? Cõi này cõi phải là cõi khổ không? Sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thường ghét gặp gỡ, phải khổ không? Ông nín thinh vậy nè. Phải không? Phải không? Phải sanh già bệnh chết là khổ không?
Phải. Ai nói phải? Ai nói không phải? Phải thì phải cạo đầu, còn không phải thì cầu đạo. Phải cũng sai mà không phải cũng lầm. Phải đối với chúng sanh này mà không đối với chúng sanh khác. Mà không phải cũng đối với chúng sanh này và không đối với chúng sanh khác. Thành ra phải cũng sai mà không phải cũng lầm. Hiểu không? Thành ra tất cả đều sai hết. Cầu vượt vô bao nhiêu cõi này cũng đều sai hết. Chỉ có A-la-hán mới hết thôi. Còn bao nhiêu là sai lầm. Nhưng mà có cái sai cao thượng của cõi trời, có cái sai đi tiện của bốn đường ác. Thì quý vị có sai thì sai cao thượng, có ghiền thì ghiền cái cao thượng. Cũng như tôi vừa ghiền cái cao thượng, nhưng mà chưa giải thoát đâu. Nhưng mà nhờ cái cao thượng có thiện trí thức, có Phật ra đời chỉ mình giải thoát được. Còn cái ghiền mà đê tiện, dầu có Phật có chỉ thì cũng trơ trơ lì lì thôi. Đó là chúng ta đang học tới ở trong xác thân này. Để chúng ta hiểu rõ nó thì chúng ta chạy trốn cải sửa để chúng ta dọt lên cái cõi người trời. Còn nếu gì cao nó khỏi dọt, cái nhận rõ nó như là nó, niệm thân như là thân, thì khỏi dọt đâu hết á. Quý vị cứ ở trong này, quý vị đừng có ghiền nó thôi. Mà đừng ghiền không? Bây giờ đây ai không ghiền đưa tay lên nè. Ai còn ghiền đưa tay lên nè. Trời ơi, cái nào cũng nín thinh hết trơn mà làm sao tôi giảng pháp nè trời. Ai cũng có cái ghiền hết á. Nhưng mà cái ghiền cao thượng với ghiền đê tiện, chỉ có bậc nào mới dám nói mình không ghiền. Như Lai. A-la-hán hết chưa? A-la-hán hết rồi đấy. Nhưng mà không ghiền tam giới. Mà ghiền cái gì? Ghiền cái gì? Trời đất, sao ngồi đích thính nè, tôi cạo tóc á. Không ghiền tam giới mà còn ghiền pháp giới. Thế giới cực lạc của A-di-đà tam giới là pháp giới. Ai nói pháp giới đưa tay lên nè. Đưa cho thẳng tôi coi chứ. Ôi để tay xuống. Ai nói tam giới đưa tay lên nè. Thế giới cực lạc của ai là thuộc về tam giới. Không lấy cái này thì lấy cái kia chứ. Trời ơi, giờ không tam giới không pháp giới thì ở đâu? Cái giáo hội thì con không được là tôi khen mà bây giờ té hàng rồi đó. Tôi cạo tóc rồi không? Bây giờ gội đầu hết đi. Tôi chứng minh cho cậu tóc làm biến hoa. Tôi là tôi khen ở đây xiên á. Mấy người trả bài được còn hơn Vĩnh Long. Bây giờ quá tệ. Ôm lại cái này tôi có giảng không? Có không? Nếu không là tôi cạo à. Còn nếu có là tôi cũng cạo à. Không là làm biến. Còn có mà quên thì cũng đáng cạo thôi. Đó thì bây giờ chúng ta thấy cái pháp này đó gồm có sắc thinh hương vị xúc, mà được cái ý ốc này nó cải sửa thành ra có sự phân biệt. Còn cảm giác là chưa có phân biệt. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Tôi có giảng ba cái giác này rồi ha. Cái không dễ không khó đó, tôi nói lại một cái nữa. Trời ơi, tôi ngán cái pháp hộ quá. Dễ chịu là thí dụ chúng ta có một cái cảm giác lạc thọ, chúng ta dễ chịu. Ngược lại cảm giác lạc thọ là khó chịu. Còn cảm giác không dễ không khó là trạng thái vững dưng. Hôm đó tôi có thí dụ quý vị ngồi đây nghe tôi giảng pháp. Bây giờ có cái đám ma ngoài đó. Nó đi ngang. Thì quý vị vững dưng. Có biết ai biết là đám ma. Nhưng mà đám ma ai, mình không có buồn, không có vui gì hết. Bây giờ có một Phật tử chạy vô. Nó có đó là một Phật tử ở trong này mà hướng dẫn chúng á, giáo pháp rất giỏi. Một khi mà có kẹt cái gì cô giải thích cho mình mà cô rất vui vẻ. Bây giờ cô mất rồi, cô vô lò thiêu rồi thì vui hay buồn? Hồi nãy vẫn dưng, bây giờ buồn. Mà nói nó là một Phật tử quậy nhất ở trong này đó. Mỗi khi mà nghe pháp ổng la ôm sùm, ổng vô ổng xin tiền
Ông cho, ông la, ông sùm, ông không cho mình nghe pháp gì hết. Bây giờ ông vô là thiêu rồi, vui hay buồn? Cái đó là trạng thái vui. Và nó vui hay buồn là do mình đối cảnh, thành ra cái cảm giác này. Cảm giác con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này có ba cái. Nhưng mà vô chạy hỏi tại sao có vui, không giải thích được, phải qua cái ốc. Ốc là cái độc đáo. Cái ốc thì nó bắt đầu nó có sự phân biệt, bởi vì nó là đất nước lửa gió di tế. Thành ra nó không phải là chỗ của cảm giác, mà là chỗ của sự phân biệt của tư tưởng. Thì nó mới sửa lại. Nếu con mắt thấy này, cái lỗ tai nghe, mà nghe biết cảm giác vui buồn, bây giờ nó sửa lại cái vui hay cái buồn, thì nó giải thích tại sao vui buồn. Thì nó nói tại người Phật tử đó là Phật tử ruột của tụi tôi. Tụi tôi tôn là sư tỷ. Bây giờ mất tụi tôi buồn. Thì cái đó là do cái ốc. Hiểu không? Đó thì giữa cảm giác và pháp trần nó khác. Pháp trần là sửa cái cảm giác. Sắc thinh hương vị này có một cái hình tướng rõ rệt hơn. Thì có hình tướng rõ rệt thì cái ý thức này là sự phân biệt của tư tưởng. Còn cái này đó là cái sự cảm thọ của sắc thân. Mà sắc thân khi nó hư, nó đứt rồi thì chúng ta kêu là bán thân. Còn khi cái ốc khi mà nó đứt rồi, chúng ta kêu lại cái gì? Nhũng não. Biết hai cái bệnh này không? Ở đây thì con thiền đức cũng là bán thân, đứt phân nửa thân mình. Thành ra bây giờ nhẹ đó, đi còn chút ít. Mà đứt luôn một cái nguyên thân thì vô là thiêu đấy. Còn đứt nặng nữa là cử động không được. Chích vô á, không biết đâu. Nhưng mà có sự phân biệt không? Có không? Có. Còn có người nhúng não đó thì có sự phân biệt không? Có cảm giác không? Có không? Có. Có hơn gật đầu là có rành đó. Nên phải học cái rõ cái đó. Cái tư tưởng nó khác, nó thuộc vào phần óc. Còn các dây thần kinh nó thuộc vào phần thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thành ra tôi mới phân tới đây là hết. Còn cái pháp này khác, cái ý này khác, cái ý này thuộc tư tưởng, cái này thuộc về cảm giác. Thành ra cảm giác chỉ cho cái biết mà chưa phân biệt. Còn cái ý thức này là cho cái biết có sự phân biệt. Nhưng mà bản năng, tức là sơ cơ thôi, sống bằng bản năng. Thành ra cái pháp trần này nó có một cái là nó sửa hết cảm giác này. Thành ra nó rõ rệt hơn, có sự phân biệt. Nhớ không? Thành ra pháp trần đó tức là sắc thi hương vị xúc được cải sửa thành có hình tướng, được có sự phân biệt. Còn đây là năm cái cảm giác dễ chịu, khó chịu mà không có phân biệt. Hiểu không? Còn cái pháp trần thứ hai nữa là khi con mắt có việc tiếp xúc với sắc trần, hay là lỗ tai nghe cái tiếng đám ma, thì bây giờ đám ma đi qua rồi, tối về quý vị mới gặp nhau hỏi rồi sáng cái đám ma của ai đó, thì bây giờ làm sao? Cái ốc này mới nhớ lại, nhớ lại cái tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đánh ma của đám ma đó. Thì cái tiếng này phải là cái tiếng của đám ma không? Phải. Nhưng là phải tiếng của cái lỗ tai nghe cái âm thanh đám ma không? Phải không? Không. Mà là do cái sự nhớ lại của pháp trần. Thành ra pháp trần này có hai cái. Một cái pháp trần của ngũ câu ý thức, một cái pháp trần của độc đầu ý thức. Ngũ câu ý thức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn độc đầu là ý thức nó làm một mình. Ví dụ tôi nghe tiếng đám ma, bây giờ đám ma đang đi ngang, thì cái đó là ngũ câu hay là độc đầu? Ngũ câu, tức là cái ý có ốc này làm việc với cái lỗ tai. Còn bây giờ xuống dưới, tôi về tỉnh xá, tôi hỏi nãy có đám ma đi ngang, chưa biết đám ma của ai không?
Thì bây giờ tôi trả lời, tôi nhớ lại, thì cái nhớ lại là có cái lỗ tai trong đó không? Không, hoàn toàn là cái ý này không. Nó hồi tưởng, chúng ta từng nói hồi tưởng đó. Thì chính cái hồi tưởng này độc đáo lắm nha. Nó sẽ tạo ra mấy cảnh giới sau này. Bây giờ nếu chúng ta làm việc như ngũ câu đây, thì nó thường kêu là cộng nghiệp, cái nghiệp chung của mọi người. Nhưng mà khi về tôi hồi tưởng lại, tôi không đồng ý, tôi cải sửa, thì kêu là chuyển nghiệp. Quý vị về ngồi thiền quý vị thấy đó, mình tệ quá, sư nói vậy thôi. Bây giờ tại ở đó mình ăn chay có 10 ngày thôi, giờ mình ăn chay trường, mình cạo cái đầu trọc, nó cho sư mừng. Mà muốn vậy thì mình phải tu trên tám giới, và nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì cái này do cái ý này nó cải sửa. Thì cái này kêu là biệt nghiệp. Thì quý vị cải sửa tám giới rồi toàn thấy cái này cải sửa theo không? Không có vụ đó đâu. Do hoàn cảnh, do ý chí của mỗi người cải sửa. Nếu cải sửa vậy rồi, quý vị còn sống cái nghiệp người nữa không? Còn sống cái ý xúc nữa không? Quý vị sẽ dọt qua ý thọ. Quý vị nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đem Phật khỏi đến, thì cái trình độ quý vị cao hơn trình độ của cõi người. Thì tất cả đều do cái ý này. Thì chừng đó không còn kêu là cái ốc nữa, mà kêu là mặt na. Mặt na ra cải sửa, thành ra cái pháp trần là có hai cái pháp trần. Pháp trần của cộng nghiệp, tức là ngũ câu ý thức. Pháp trần của biệt nghiệp, tức là độc đầu ý thức. Ý thức làm việc một mình. Thì cái ý mà độc đầu ý thức đó, ngũ câu ý thức thì quý vị có cái nhìn giống nhau hết. Rồi cái độc đầu ý thức, cái nhìn cũng giống như mình, có quyền cải sửa cái nhìn của mình. Hay cải sửa cái nghiệp người trời rồi mình dọt qua cõi trời sắc giới. Thì có dẫn đi đây. Nhưng mà khi chết quý vị sanh vào cảnh giới khác. Đi đây là đi cái thân thôi, còn cái tâm quý vị là cao hơn rồi. Người ta niệm Phật thì đếm từ 1 tới 10 muốn chết mà ta chưa nhất niệm. Mình khỏi đếm. Mình nhớ cái là có tiếng niệm Phật rồi. Thì ai biết quý vị được? Mình biết. Thành ra khi chết cái thân này rồi, quý vị không mang thân người nữa. Mà mang thân gì? Mang thân gì? Trời ơi, ngồi nín thinh à. Mang thân trời, mà trời gì mới được? Hả? Trời dục hả? Rồi sắc giới, mà sắc giới nào? Sơ hay nhị hay tam? Sắc giới nào? Bi. Trời đất ơi, nói liền đi, bùi gió mất câu. Hết rất thì giờ hết. Hả? À? Có nói gì tôi có nghe đâu. Coi sắc giới, coi sơ tiền hay nhị tiền? Ôi được, ngồi xuống. Sắc giới của nhị thiền, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là sơ thiền. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật thì là nhị thiền. Chừng nào liên tục tới mất thân nữa, chỉ còn cái cảm giác toàn thân và cái tư tưởng niệm Phật thì đây mới là tam thiền. Còn mất luôn xác thân, mất luôn cảm giác, chỉ còn tư tưởng không, đây mới tứ thiền. Tôi giảng hết rồi. Trời ơi, ráng cho được tội nghiệp tôi. Tôi già, tôi ốm yếu rồi, bởi vì phải cố gắng học để mà trả bài cho nó thuộc. Hiểu kịp không? Thì thôi, bây giờ hết giờ thì sẽ đúng bữa nay tôi tính trả cái này. Và ba hồi nhập một rồi tới cái này. Có 1 tiếng rưỡi à, tới từ tôi mỗi lần giảng 2 tiếng, bây giờ cái giờ tôi muốn sụm rồi. Tôi đứng hồi nữa là chắc tôi vô là thiêu quá. Thấy không? Thì thôi, bây giờ chúng ta nghỉ sớm một chút, nói một Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.